Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. MC Hoàng Anh bị nghi đã ly hôn với chồng Tây, chính chủ lên tiếng làm rõ. MC Hoàng Anh đăng ảnh trầm tư đi kèm với dòng trạng thái đầy tâm trạng ẩn ý tan vỡ. Dịp quốc tế phụ nữ, Hoàng Anh đã đăng ảnh trầm tư đi kèm với dòng trạng thái gây hoang mang. Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly. Ngay dưới phần bình luận, nhiều netizen cảm thấy khó hiểu. Một số người còn cho rằng nữ MC và ông xã ngoại quốc đang gặp trục trặc hôn nhân. Hoàng Anh ngay lập tức có động thái đáp trả, phủ nhận tin đồn ly hôn chồng, cô viết. Chỉ là những câu nói hay chạm lòng người, nên mình chia sẻ thôi cả nhà ơi. Được biết sau khi qua một năm sống bên Singapore, giờ đây Hoàng Anh và con cùng nhau quay về Việt Nam đoàn tụ với gia đình bên ngoài, chồng cô sang Mỹ với gia đình của anh. Mới đây Hoàng Anh tâm sự, lần này anh về Mỹ đoàn tụ gia đình nên tôi không quá nhiều lo toan. Trường hợp anh quay lại Singapore trước, tôi vẫn yên tâm vì biết anh tự lo mọi sinh hoạt, làm việc online tại nhà thuận lợi. Ngược lại, tôi có bố mẹ, hai em yêu thương và phụ giúp chăm sóc bé Mát. Tình cảm ấy giúp tôi phần nào bớt trống trải. Hàng ngày tôi gọi điện cho chồng, hỏi thăm sức khỏe cuộc sống. Tôi cũng cập nhật thường xuyên hình ảnh video của bé Mát gửi cho bố và ông bà nội. Thời gian đầu, tôi stress và mệt mỏi khi chỉ một mình quán xuyến mọi việc nơi xứ người. Tôi dậy từ 7 giờ sáng chuẩn bị một ngày mới, xoay vòng từ chăm sóc con đến dọn dẹp bếp núc. Đến đêm tôi lại thức trông con, hay những lúc chồng con bị bệnh, tôi một mình chăm lo tất cả. Tôi gần như không thể thực hiện hoạt động khác hoặc buộc tận dụng luôn 2 tiếng đồng hồ ít ỏi khi con ngủ trưa, Hoàng Anh kể về những vất vả thời gian đầu. Sau này mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo hơn. Theo Hoàng Anh, đây như một hành trình cô du học làm mẹ, làm vợ và đã trưởng thành hơn. Về mối quan hệ vợ chồng, Hoàng Anh cho rằng mình và chồng có những khác biệt, phải tìm cách dung hòa. Về dự định tương lai, Hoàng Anh chia sẻ, hai vợ chồng đang cân nhắc lựa chọn nơi sinh sống lâu dài. Tôi nói với chồng rằng mình đã xa gia đình, ngừng công việc để sang Singapore gần 2 năm. Bây giờ tôi muốn tới lượt check sắp xếp công việc về Việt Nam định cư. Đây là phương án tốt bởi chính anh không có ý định quay lại nước Mỹ, chưa kể có thể làm việc online hiệu quả suốt thời gian qua. Thế nhưng trong tình hình dịch phức tạp, vợ chồng tôi cũng không dám tính trước vì sợ mọi chuyện không thành. MC Hoàng Anh nhận nút bạc YouTube biểu cảm của nhóc tì gây sốt. Mới đây Hoàng Anh khoe tin vui là chính thức nhận được nút bạc YouTube khi kênh riêng đạt 100.000 người theo dõi. Nhận được số lượng theo dõi lớn và nút bạc, Hoàng Anh đã rất hạnh phúc. Bởi thật sự anh rất bất ngờ và hạnh phúc vì mình quay clip rất gà mờ nhưng một câu nói với mọi người khi xa nhà để đỡ nhớ công việc. Vậy mà từ từ cũng nhích được đến con số thần kỳ này. Mình không dễ dàng gì kiếm được những giây phút ngồi làm việc, tự quay, học dựng clip các thứ. Giữa mỗi ngày chỉ có 24 tiếng mà hết 15 tiếng quay cùng với gia đình và nhóc tay mắt hí leo trèo khắp nơi, ăn rồi chơi, rồi ngủ. Nào bỉm, nào tả, nào cơm nước, nhà cửa chợ búa. Hôm nay hai mẹ con ăn mừng cùng các cô chú nha. Clip khuy họp của hai mẹ con Mát sẽ có sớm gửi đến mọi người à. Cảm ơn thật nhiều những yêu thương nà. Trong những hình ảnh Hoàng Anh đăng tải, có thể thấy con trai rất vui khi mẹ mở hộp đựng nút bạc YouTube. Vẻ ngoài điển trai như sói ca nhí và biểu cảm đáng yêu của bé Mát khiến dân tình tan chảy. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.